dài đứng dài nè. Hả? Không sao đâu. Bây giờ mình trao giải cho đội thắng cuộc mà trong đó không có Quyền mà, không sao cả. Và đội thắng cuộc trong review Hòn Đá Bạc đó chính là đội Thành Lát, Đẳng Cấp và Hòa Thượng, ba anh cả của team nha các bạn. Mời ba em bước ra. Sao có lời gì phát biểu sau khi mình giành chiến thắng trong cái thử thách review Hòn Đá Bạc không? Em cảm thấy cái review này nhẹ nhõm quá, vui dễ lấy giải của anh quá. Vâng. Tại nay cũng nhường đó cho nên phải thắng thôi. Mới đứa anh chắc anh nhờ, anh nghĩ là do cái trend gì mà lắc lắc cái cam của anh. Đúng rồi. Mới đứa lắc quá về cái cam của anh nó bung bóng hết trơn. Xong cái dạy này chắc phải lấy tiền bồi đắp vô cái cam sao. Đúng rồi, nó bồi đắp đây phải hút. Đợt trước thằng làm những nước nó chưa làm anh hút. Chưa trừ lương. 4 nhiêu? 5, 9, 6, 7, 8, 9, 10. Ý dư tờ. Dư tờ. Dám được đưa dư tờ. Rồi. Hả? Mỗi lần mà em thấy anh trao giải review là em biết chắc chắn chuẩn bị có chiến review mới rồi đúng không? Sao không biết? Thì mỗi lần mà anh trao giải là em thấy anh trao cho nó xong là ngày mai hoặc là bữa nào đó là anh dẫn mấy em đi review chỗ khác nữa. Cũng chú ý dữ ha. Em mà. Mà ở đâu vậy anh Phúc? Ở đâu hả? Muốn biết ở đâu không? Muốn biết ở đâu thì các bạn theo dõi video tiếp theo sẽ biết nha các bạn. Hello, anh chào các bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nam Đăng Phải. Thì sau clip đi review ở Hòn Đá Bạc đó các bạn, có rất nhiều bạn đề nghị với mình hãy tiếp tục tổ chức cho các em những cái chuyến đi chơi tranh thủ dịp hè này nha các bạn. Tại vì trong thời gian này mấy em được nghỉ nhiều nè, đi chơi thoải mái nè. Phải em mới thành đường quá đây các bạn. Dạ. Cái gì vậy? Phúc nó đi chơi. Phúc nó đang vui. Mà bây giờ anh đang suy nghĩ là không biết đi chơi đâu nè. Hay là mình đi ở trên đi anh Phúc. Trên đâu? Thị trấn á. Trên ở đâu? Trên Đà Lạt á anh Phúc. Trời ơi, ở trên Đà Lạt, nó ở trên Đà Lạt đi. Cứ ở trên thì trên ai biết, đứng trên trời kìa. Thôi, mùa này trên trên lạnh với lại mưa nhiều lắm, đi không được đâu. Hay mà đi xuống dưới đi anh Phúc. Dưới là ở đâu nữa? Thì dưới đó anh Phúc. Dưới nào? Cái chỗ mà bữa em chỉ anh đó. Trời đất ơi, nó chỉ mình cả 100 chỗ, biết chỗ nào trời. Ở dưới Khai Long á. Khai Long, Cà Mau hả? Đúng rồi. Trời ơi là trời. Mới đi xong đi, xa lắm. Đi có 8 tiếng ngủ giấc là tới rồi anh Phú ơi. Đi xe 8 tiếng đồng hồ các bạn. Xa quá. Rồi đi luôn đi anh Phú. Anh Phú ơi, mình ngủ trên xe giấc mình mở mắt vậy là tới rồi. Vừa hổm đi ngang qua đó thấy hang rầm chà bá luôn anh Phú. Tao thấy con rồng mặt ú ù luôn mày. Cái chỗ đó đẹp lắm anh Phú. Đi đi Khai Long hả? Đi anh Phú. Tiếp tục đi xa nữa hả? Đi xa luôn. Ngủ con dắt tới rồi mà anh Phú. Đi xa lắm đó nha. Kệ đi. Để chơi luôn anh Phú. Không khéo đi cái đi xa luôn nữa. Sao không được? Ở nhà thờ ở nhà đi nữa đi. Bây giờ theo số đông thì nha các bạn. Thích thì anh chiều thôi. Dạ. Ủa Thành đâu rồi? Mới đây mà. Nó chổng á. Khỏi hỏi luôn. Trong nào? Khỏi khỏi khỏi. Toilet á. Chổng á. Trong toilet đó. Thành ơi. Để cho tự nhiên đi. Hồi nãy Quốc với mấy em đi cà phê sữa, giờ kêu trống luôn rồi. Trời đất ơi. Rồi kéo đi. Để đi tự nhiên đi anh Phú ơi. Không sao đâu. Không khéo ta đang nhú về anh Phú kêu là thục phải luôn. Thôi được rồi, để cho anh đi đi ha, cho anh đồng. Thôi bây giờ mấy em mình đi chuẩn bị đi luôn nha các bạn. Không để các bạn cho lâu nữa. Let's go. Let's go. Thấy cô này đẹp không mấy đứa? Quá đẹp. Mấy đứa mình tới khu du lịch. Cười cái gì? Vui gì đâu cười. Mấy đứa mình tới. Mấy đứa mình tới khu du lịch Khai Long rồi nha các bạn.
Rồi, Dân. Mấy anh mấy chị cười gì? Thấy cảnh ra này đẹp quá nên cười anh Phú. Quá chị cười gì cười luôn. Quân kia bị thét quá. Bộ chưa thấy giọng thay đổi giọng bao giờ hả? Nghe bây giờ mình sẽ không nói gì thêm nữa nha các bạn. Để cho các em vô đây review và cho các bạn những trải nghiệm thực tế nhất ở khu du lịch Khai Long này nha. Anh cố gắng nói vậy là đủ rồi anh Phú. Anh Phú anh đang vậy thì anh bể giọng nha các bạn. Gì thì vậy thì à, không, anh bị cảm. Ừ, trời ơi trời, gì bể giọng. Ồ, anh Phú ơi, bây giờ nói chung là anh đừng nói nữa, để em nói cho. Anh cảm lại em đâu. Biết rồi, nói chuyện này thôi rồi. Thì ngày hôm nay anh Phú dẫn mấy anh em mình vô khu du lịch Khai Long để review cho các bạn xem nha. Để cho các bạn trải nghiệm ở trong đó có những gì nha các bạn. Ngay bây giờ anh em mình không để các bạn chờ lâu nữa. Đi luôn. Đi luôn. Đi vô. Còn cái gì mà go go vậy? Thôi vô đi 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 thôi. Từ từ. Bình tĩnh. Đi thôi. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Anh Phú, được rồi, anh chỉ đi. Chia đôi. Hả? Chia đôi. Chia đôi ra. Anh Phú anh như con chia. Con chết. Chia đôi. Chia đôi. Chia đôi của anh Phú. Anh có cái điện thoại không? Giờ anh lấy ra anh ghi, anh bấm vô đi cho tụi em đọc đi, cho tụi em dễ hiểu. Không, không, mấy đứa đừng có chọc anh cười, anh vẫn nói được. Nhưng mà anh nói mấy đứa đừng có cười, anh bị quê. Đã nói là đừng có cười. Ok luôn Phú. Rồi chị đổi em Phú. Đúng rồi. Ba anh lớn bước ra. Ba anh lớn. Lên. Ba anh thôi. Anh nói giống mấy người dân tộc quá chả đấy. Phiên dịch. Cưng phiên dịch lại cho anh ha. Bữa đó là ba em nhỏ chọn rồi, bây giờ ba anh lớn chọn. Ủa? Bữa qua ba anh lớn chọn mà anh Phú. Trời ơi, trời, phiên dịch lại thôi, phiên dịch lại. Phú kêu bữa ba em nhỏ chọn rồi, giờ bốn em, ba em lớn chọn. Bữa đó là lớn nhỏ ta. Lớn chọn mà anh Phú. Ồ dạ, bây giờ làm ngược lại. Bây giờ làm ngược lại. Nói lại. Là bữa ba anh lớn chọn giờ ông nội, ông lặp lại tôi lời của tôi thôi. Bữa ông Phú kêu là bữa bốn người lớn chọn đội rồi, giờ bốn người nhỏ chọn. Bốn người lớn ba. Chọn ba người lớn. Ba. Ai nói lại nè. Ba anh lớn sẽ chọn bốn em nhỏ. Ba anh lớn, ý anh Phú là ba anh lớn sẽ chọn bốn em nhỏ. Chính xác, ok. Đúng không Phú? Đúng rồi, rồi bây giờ ba anh lớn tu gì, ai thắng thì được quyền chọn người đó về đội của mình. Bây giờ ba anh lớn oxy, ai thắng thì chọn một em nhỏ về đội của mình. Chính xác. Rồi bây giờ ba anh ý là danh đi. Thôi kéo bố bao đi. Kéo bố bao. Kéo bố bao. Kéo. Một, hai, ba. Rồi ông nội này thắng. Thanh lại thắng. Chọn trước. Thanh lấy thắng. Kéo vào không có diễn đâu. Em chọn người đầu tiên cho em. Em chọn người đầu tiên cho em. À rồi. Em chọn này. Không mày dám bắt tao nè, tao bắt mày lại nè. Cái gì? Bữa hổm mày bắt tao này, tao bắt mày lại nè. Không, không bắt Nguyên hả? Không bắt Nguyên hả? Tự bắt. Thôi xong rồi, về chặn Zalo, xóa kết bạn là vừa. Thôi như đó thôi. Anh Thành ơi, thay đổi đi. Chọn em rồi, em rồi xong rồi. Rồi hai đứa tô xì, ai thắng chọn tiếp. Xong. Hai bắt. Hai bắt. Cái kiểu này. Cái thằng phim chưa tôi. Rồi xong. Phim dịch này. Em thắng. Rồi dịch. Ai thắng? Thằng này thắng. Em thắng. Em chọn trước. Anh dịch. Em chọn trước. Ngân. Chắc chắn rồi đúng không? Em chọn xong. Thế lần này. Dễ mu. Chắc chắn rồi. Rồi. Chắc chắn rồi. Mày chọn sao rồi? Chọn đi. Còn hai người à. Thì em chọn ai? Chọn đi. Ghẻ đi. Ghẻ. Thôi. Anh. Nguyên hôm nay. Phiên dịch. Nguyên hôm nay lẻ loi rồi. Đúng rồi. Rồi. Em tập trung. Em dịch giúp anh. Em đừng cứ tập trung. Em bồi thành rồi. Dịch. Dịch gì anh Phúc? Ông nội ơi. Có nghe nói gì không? Ông nội ơi. Có nghe nói gì không? Thôi được rồi. Còn một người. Thôi được rồi, còn một người. Ý là anh Phú kêu ba anh em, ba thằng lớn vô bắt luôn. Ai thắng bắt luôn á. Rồi ai bắt. Chơi nha. Làm đi, làm hết sức đi nè anh ơi. Để chuột lỗi nè anh ơi. Yên tâm. Đây. Mày. Rồi. Bắt. Cứ quê cái gì? Ủa? Hai cái kéo mà anh Phú nghe. Rồi, hai này tôi sẽ tiếp. Rồi xong. Anh ơi. Thằng phiên dịch vô, phiên dịch chơi.
phải dịch không được. Rồi xong thằng này bị lỗi rồi. Ừ, bây giờ hai này đấu với nhau ai lấy nguyên. Bây giờ hai này quýnh nhau rồi coi thằng nào lấy nguyên. À, đấu nhau mà mày. À, đấu nhau ủ xì với nhau. Rồi. Rồi đi. 1 2 bớt viên dịch tào lao. Chơi. Vô. 1 2 3 tát. Hai thằng đọt à hết đất 20 cái. Hai thằng bay hết đất 20 cái. Cái tội tao tao. Ủa cái kim mà luôn. Kim gì em trông kéo bao có kim hả? Rồi luôn. Chuyên nghiệp quá, chuyên nghiệp quá, thằng ơi chuyên nghiệp. Thằng này hít lại. Nó hít lại, thằng này hít lại. Thằng kia hít tốt rồi đó. Tốt. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Muốn hết đất nữa không? Sẵn sàng chưa? Hang bay muốn hết đất không? Giờ tôi xì hết nổi rồi, gãy tay luôn. Này nói giờ tôi xì hết nổi rồi, gãy tay luôn rồi. Muốn cho nó luôn đi. Quên. Ê, hết thêm. Anh muốn nghe chứ phải không nghe đâu mày. Lô. Tôi giật rồi. Có tay rồi. Tụi lại. Tụi lại đây, anh Phú kêu tụi lại á. 1, 2, 3, lấm. Mày. Rồi, thắng cũng bắt không? Cũng không. Ôi không được. Bởi vì nó đứng ở ngoài tao chưa bắt nữa là không rồi mày. Bắt đấy là không. Có bắt không? Dịch. Dịch. Có bắt hay là không? Có bắt hay là không? Còn không đưa anh Thành. Đúng rồi. Có bắt hay là không? Bà chịu bộ hay đó thôi không? Quan trọng là chịu bộ hay không thôi. Chứ. Có bắt hay là không? Người bị bắt mà sao có quyền quyết định được đúng không? Có bắt không? Có bắt hơn không? Mình bắt đó mày còn hỏi ngược lại nữa. Có bắt hay không? Có bắt hay không? Mày thắng mà, mày được đi, mày chọn đi. Trời. Có bắt ấy. Hay không? Anh Phú không có bắt hay không? Tụi mày không hiểu tiếng gì cả. Nhanh lên. Rồi, đi. Rồi, vô. Rồi. Nguyên về đội của Thành Lát. Ai của mày là đủ rồi. Ghê không dịch? Mày đi đâu vậy? Rồi xong. Nguyên về đội Thành Lát. Thằng đi đâu vậy? Mày không dịch. Anh nói gì vậy? Mày nói đó. Thôi, vô review đi, mệt quá. Rồi, em vô review rồi. Nói đi, cố gắng nói. Cố gắng nói lắm rồi các bạn mà nói không được. Anh em đi theo anh review luôn. Rồi, giải thưởng ấy chứ. Ủa, mới chịu. Mười triệu. Nhất. Rồi, giải thưởng cũ nha các bạn, 10 triệu, anh Phú nói vậy á. Ừ, 10 triệu. Yeah. 10 triệu. Yeah. Nếu mà hồi anh Phú hết á, thì lên 20. Gì? Đâu nói. Rồi, đi luôn nha các bạn. Đi vô trọng rồi, giải thưởng cho các bạn xem. Chính dịch viên cái này là chó nghỉ việc. Anh Phú kêu tăng lên 20 triệu nha các bạn. Lương anh đóng, 20 đóng á. Giờ mình sẽ ra ngoài bãi đậu xe để mình review nha các bạn. Mãi có gì đâu mà review. Thì ra ngoài đó đi, coi có cái gì review thì review luôn. Buồn quá, ngoài bãi đậu xe có xe không chứ có gì đâu. Có khi mà đó có gì đặc biệt, cái gì đó mình đó ra ngoài đó mình review. Giờ đó ba anh em mình bắt đầu đi review nha các bạn. Sao nãy anh không bắt em trước mà anh đi bắt nhà? Không có. Anh biết sớm muộn là anh cũng cần gọi là một người đồng đội gọi là đắc lực á, kiểu đắc ý lực. Ý em không phải là đồng đội đắc lực của anh á hả? Không, em là đồng đội của anh mà. Không có, kiểu như là anh muốn gọi là kiếm đội 3 người á để cho mình dễ lấy giải thưởng hơn là đội 2 người. Vậy mắc gì anh không bắt em trước rồi anh bắt nhã sao? Anh nhắm mắt anh cũng biết là tụi nó cũng không bắt cưng đâu. Ý anh nói em vô dụng không ai thèm bắt gì. Không có. Ý của anh là biết là anh ở ngoài anh cũng hăm he tụi nó hết rồi. Tụi bay mà lát nữa bắt em nguyên là tới công chuyện với tao. Đó. Thôi nói chung là chuyện đó bỏ qua đi. Giờ tập trung đi review nè. Bây giờ đi đâu? Lát nữa anh mua kem ra là cực. Anh biết anh em mình đi review đâu trước rồi nè. Đâu mày? Đi theo em. Giờ hai anh em mình đi vô mua vé nha các bạn. Mua vé gì? Mày không mua vé sao vô tham quan? Mà tao với mày bước vô cổng rồi cần chi mua vé? Là sao? Thì là nãy tao với mày bước từ trong cổng vô rồi thì cần chi phải mua vé. Mày càng nói tao càng gói á. Để giải thích cho mày nghe nè, hồi nãy tao với mày từ trong cổng bước vô phải không? Ừ. Đâu mua vé đâu, cần chi phải mua vé. Là sao mày? Tao vẫn chưa hiểu lắm nha. Tao giải thích vậy luôn mày không hiểu. Mày giải thích chậm lên coi. Thì là hồi nãy tao với mày từ ngoài cổng đi vô là đâu có vé mua vé đâu đúng không? Là vô hẳn luôn. Thì giờ tao với mày chỉ việc gì vô đây review thôi thì khỏi phải mua vé. Hiểu chưa? Thôi đi quay lẹ ông nội ơi, đứng đó. Ủa vậy là khỏi mua vé luôn hả? Khỏi. Kỳ ta. Đây là bãi đậu xe nha các bạn. Ủa
Ủa khoan. Ừ. Thì sao? Mất gì đăng ca, làm chi có đường đi gì lại đây làm chi? Thì ở đây tính leo vô hả? Coi luôn đi. Ừ. Tính leo vô hay gì? Ủa sao không có gì hết vậy ta? Nó gọi nước cái gì đó. Giờ mình review gì ta? Thôi mình vô trong mình review đi ha. Đi. Sao mà hay nhỏ quá à? Thôi đi. Tới gì vậy? Tới rồi nè. Đây nha các bạn. Anh em mình đã ra tới hai con rồng rồi nha các bạn. Hai con, này con. Cái gì? Ra ngoài này chủ yếu mình thích mình review hai con rồng thôi hả? Chính xác. Coi. Anh khoan hả? Hả bụng hả nản. Biết tại sao em dẫn anh ra đây review con rồng không? Mày nói luôn đi. Anh ở đây tên gì? Khai Long. Khai Long thì tất nhiên ở đây có nhiều rồng. Nhiều rồng thì em dẫn anh ra hai con rồng này. Nó là chính. Kiểu sao ta? Nhân vật chính. Đúng rồi, nhân vật chính. Hình nó cũng đúng anh hả? Đúng không? Tao nhớ chọc có rồng mà sao mày không review mày ở đâu? Làm gì? Tao trọng á, ngay chỗ cái vườn 12 con giáp. Còn nó là con nhỏ, không phải là con mà ở chính. Con chính là hai con bự này nè, hiểu không? Hello các bạn nha. Nay mình sẽ review con rồng vàng này nha các bạn. Con rồng vàng này thì nó kiểu giống như là con rồng dưới quê mình thôi. Đừng có sao đó vậy nha các bạn. Không có rồng đâu. À không, như bên Hồng Bạc thôi. Trời, Hồng Bạc là gì nè anh? Hồng Đá Bạc. Như bên cái Hòn Đá Bạc thôi nha các bạn. Như thường lệ là mình sẽ review bộ móng của nó trước nha các bạn. Đây, các bạn có thể thấy là con rồng này nó loại sình loại đất cho nên là... Đâu? Cái bộ neo nó hơi đen nha các bạn. Đề nghị cái anh kỹ thuật viên ở đây sửa lại nha các bạn. Cái bộ neo rất là đen. Tiếp tục đây. Đen cái anh. À, anh kêu nói gì sao được. Để nhớ các bạn. Con rồng này quá trời bự luôn. Nó bự hơn con bên Hòn Đá Bạc luôn các bạn. Có thắc mắc giống tôi không? Thắc mắc gì bà Nguyên? Bữa ông nhớ con rồng bên Hòn Đá Bạc không? Thắc mắc gì? Sao Cưng không hỏi anh mà hỏi nó? Anh là anh lớn trong đây, Cưng không hỏi là sao? Rồi em hỏi hai người luôn. Rồi. Hồi bữa mọi người có đi review bên Hòn Đá Bạc có thấy hai con rồng. Sao hai con rồng nó ốm mà nó dài? Mà sao con rồng bên đây nó mập mà nó ngắn ngủn mà? Vậy là bà không biết rồi. Giải thích cho mọi người nghe nhá. Ở bên đó bà thấy có núi không? Đúng rồi. Nó con rồng đó nó leo lên núi nó tập gym. What? Xong cái nó leo xuống bởi vậy nên nó mới ốm. What the hell? Đó còn con rồng bên này nó nằm có một chỗ nó ăn á thì ăn tại chỗ luôn. Còn uống á cũng uống tại chỗ luôn. Đó nó không đi đâu hết. Mà nó đi đại tiện chắc nó cũng nó tại chỗ như mày. Thì cũng tại chỗ luôn. Nên là nó mới mập, nó không vận động hiểu không? Coi như là cũng hợp lý đây. Hợp lý luôn rồi chứ coi như cũng hợp lý gì anh Hạnh. Mày giải thích cũng ok đó. Con rồng này là chỉ là làm bức tượng thôi nha các bạn. Các bạn đừng có nên leo lên nha các bạn. Leo trên đây là bảo vệ không cho nhiều lúc là con rồng nữa các bạn ơi. Đúng rồi. Đâu có em. Cái này là chỗ người ta check in nè. Check in à? Đúng rồi. Anh Hạnh ra ngoài cho em check in miếng được không? Dạ. 1, 2, 3. Rồi. Khá đẹp luôn. Anh Hạnh chết đi đâu? Thôi, anh không chết đi đâu. Thôi, xuống bên ơi. Con rồng này thì nó không có gì đặc biệt nha các bạn. Ủa, vậy không? Anh Hạnh, em trên này nè, lên. Ủa, chơi. Ở đâu? Ở dễ kìa. Đi xuống. Ở dễ kìa. Rồi. Giờ hai anh em mình đi vô review cái khu du lịch Khai Long này nha các bạn ơi. Cái khu du lịch nó này thì khá là rộng luôn. Mà theo mình tìm hiểu thì cái khu du lịch này có tổng diện tích là 76.000 m2 nha các bạn. M2 là gì? Tao nghĩ chắc là chia đôi á. M2 có nghĩa là chia đôi á. Không biết mà mày đặt lên mạng nghiên cứu rồi. Người ta là 76.000 m2 tương đương với 76.000 hectare. À đúng rồi, 76.000 m2 tương đương với 76.000 hecta nha các bạn ơi, mình nói lộn. Vậy mà cũng bày đặt lên mạng nghiên cứu rồi. Nãy giờ tao mày đi có để ý gì không? Ý gì? Mày không để ý luôn hả? Thì có mấy cái cây nè. Thì đúng rồi nè. Mày thấy cây gì không? Cây mận. Ừ. Rồi sao? Thì giờ tao mày ăn chứ làm sao? Ê, đúng không? Mà ở đây người ta cho hái không? Trời ơi, cái khu du lịch nào á mình đi á người ta cũng trồng trái cây hết mà khu du lịch nào mình cũng ăn được hết, chẳng lẽ khu du lịch này mình không ăn được trái cây đúng không? Mày nói cũng hợp lý á. Ê, để tao bẻ cho.
giờ ghé leo lên hái mận nha các bạn. Đấy, một chùm chà bá luôn kìa các bạn. Wow. Ê, trên kia chùm bự hơn nữa kìa. Mày để tao. Cẩn thận nha mày, coi chừng có ong á. Ui, ngon kìa. Thằng này chưa ra. Ê, có người tới gì mày? Không sao đâu mày ơi. Ui, ê, mà tao thấy ở đây mận nhiều thiệt nha. Tại đây người ta chặt mận, khu rừng mận. Mận đỏ gì hả? Ui, mận này ngon nè. Ăn được không? Ừ. Miếng ơi. Ừ. Giờ mình test thử miếng nha mày. Ngon hay mày. Mướt mỏng ra người ta có sự khúc ngọt chứ mày. Công nhận khá ngọt nha các bạn. Hả? Ngon hay mày. Ngọt đến nỗi mà có dời luôn nè các bạn. Có dời mày ơi. Cái gì nãy giờ mày ăn luôn hay vậy? Hay chưa ra, hay gì vậy? Cái gì? Sao nhìn nó giống cây xúc xích nướng quá vậy? Cái cây gì mà có cây xúc xích nướng? Ủa là cây xúc xích người ta nướng không? Cái cây gì nè? Cây gì đâu, cây nào? Nãy hả? Ơi! Làm sao? Hình như là cái cây này chú thấy ở đâu rồi. Thấy là thấy ở đâu? Hình như cái cây này là cái cây gì mà người ta trên TikTok á. Cái gì mà xong rồi bẻ nó xuống xong rồi cắn một cái gì đó. Thấy trên TikTok á. Nhưng tôi không biết cái cây đó là cái gì. Tôi thấy người ta hái cái này xuống người ta ăn quá trời. Cây okay, ok này ăn được hả? À, để cầm ai về thử kìa. Mày thử đi tôi ăn với. Sao? Không cầm đi. Đây, tôi giới cho. Là bữa tôi lướt TikTok. TikTok á. Thấy người ta bẻ cây này nè vô ăn quá trời luôn. Ôi, ủa cái gì á? Như là cái phần thịt của nó gì á. Thịt hả? Để tôi cắn thử. Nhìn tôi thấy người ta cắn cái nó bung vô á trời. Nhìn ngon quá. Thì ăn thử đi. Không biết có ăn được không nữa. Ăn thử đi con. Lấy như nói là lấy như người ta review kiểu xong người ta ăn xong người ta tắt cam người ta nhả hay là. Chị cắn thử đi, giờ cắn thử đi. Wow. Gì á? Cái gì á? Ủa. Ta đang ngét à. Ồ vậy chắc người ta lừa đảo rồi chứ ăn sao được. Thế là nở nở. Dạ chú thấy người ta cắn một cái nó đỡ nở đầy miệng luôn mà sao cái này nó không nở gì chưa. Thì sau 15 phút đồng hồ anh em mình đã đi vô tới rồi nha các bạn. Bà già mày. Sao làm? Hả là giỏi à. Đúng rồi. Hành hả cái gì? Muốn quay được những cái chân thực á với lại mấy cái đó là điểm nhấn đúng không? Nên là anh em mình phải quay trước. Thì tôi nói ra ngoài sao? Thôi, tao không có nghe mày nói gì hết trơn á. Thôi bây giờ đi vô đi rồi xíu em mua nước bù lại cho. Chịu mỏng lắm rồi. Chịu mấy chai? Mày chạy. Ôi, xin chạy đi. Không. Thôi đi review ơi. Gì? Tao quên nữa. Cảm ơn nha. Ê mà tao thắc mắc nè. Thắc mắc gì? Đi review cầm theo bình nước chi vậy? Mày cầm đi tao nói cho mày nghe. Sao? Tại mẹ tao kêu á. Một ngày á là phải uống nè, tới đây nước nè. Nè 500ml nước nè. Ờ. Mẹ tao kêu vậy á. Nên tao mới đem bình nước này theo nè. Ủa mà mày uống nước gì cũng được hả? Ừ, nước gì cũng được hết á. Mà mẹ tao còn nói gì nữa nè. Nếu mà uống ít hơn 500ml nước á thì bị sỏi thận. Mà uống nhiều hơn 500ml nước á thì bị thận ứ nước. Mày hiểu không? Thôi chắc mày không hiểu không? Đi review nè. Nè đây có mấy cái cano nè. Review đi. Nè mấy cái này là review chân thật nhất luôn nè. Vô. Wow. Cái muối ta. Đây giờ xuống cho các bạn coi nha. Trên đây là cái nóc. Đây là bậc thang đi xuống nha.
Wow. Ý. Lái cho. Trời ơi, trời ơi, đã kìa. Dành nữa. Trời ơi. Ê, cái này là cái gì vậy? Cái móc, người ta chiêu đồ cái gì không nè. Mình có phá hương. À, cái đèn. Trời ơi, tưởng cái gì. Người yêu nghe, tôi sẽ chở ông đi qua Thái Lan chơi. Wow, trời ơi, lướt sóng quá đã rồi. Trời ơi, đã. Ô đã. Dặn hồi hư vào lăng của người ta luôn. Xe nút đề nè. Đừng, để máy đi luôn nè. Ủa không phải, này sạc này nè. Đây chìa khóa nó chạy được. Thôi vậy sao con thử coi. Ấn sau là hàng thương gia nha các bạn. Có ghế, bàn này. Thì thử coi bên đây có gì. Ui. Không sao không sao. Đây là cục động cơ. Động cơ đi, nói động cơ đi. Thì động cơ chuyên dịch nha các bạn. Nói sao thì có đèn vàng xanh đỏ hồng. Anh đi mua nước rồi nha các bạn. Như là anh đi mua nước cho Nguyên chuột lỗi các bạn. Ê bà Nguyên. Cái gì? Tha lỗi cho anh Hành đi, nãy anh không biết nên anh mới bắt tôi chứ. Ở đây thì nó có khu 12 con giáp mấy bạn ơi. Đây là cái con chuột tuổi của mình nha các bạn. Ông chụp hình giùm tôi rồi tôi chụp lại giùm ông. Chụp hình đó hả? Từ ông từ đi. Không? Ờ cũng được. 1 2 3. Rồi. Chưa tắm nữa. Tắm nữa hả? Ok. 1 2 3. Rồi. Bà chụp cho tôi đi. Ây da. Hôm nay giờ leo lên chuồng luôn ta. Leo lên chả không có được đâu. Được. Rồi. Rồi. 2 3. Vô. Rồi. Em ba chai nước ấp lạnh nha chị. Mình sẽ mua nước lạnh nha bạn. Tưởng Thành mua nước gì lâu chứ trời. Bà Nguyên, coi chừng anh Thành mua nước xong nói chuyện với bà cô bán nước luôn á. Chị bán nước á, nãy tôi thấy có chị bán nước đằng kia. Giờ đang hỏi là anh Thành lại tới. Với lại tôi thấy anh Thành nói chuyện mấy lần rồi mà tôi không nói cho bà thôi. Sao không nói cho tôi biết? Đi review lần nào anh Thành cũng nói đó. Đi vô mua nước cho bà. Giả giả nó đi mua nước cho bà là vô đó toàn nói chuyện với mấy chị bán nước không à. Nên là bây giờ hồi bà về bà cứ giận luôn đi, giận cũng được nữa. Nãy sao ông mới kêu tôi tha lỗi mà giờ tôi tha lỗi thì ông kêu tôi giận. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Mà giận luôn đi. Thôi tôi là nghĩ là giận luôn đi. Tại vì anh Hành vậy thì không được đâu, không được. Không được. Ờ không được. Để tôi xem xét. Ờ thì xem xét đi. Bây giờ thử lát không thoát được với mình đâu các bạn. Mình hồi nãy nó nói nó mua nước nó chuột lỗi các bạn. Bây giờ mình cho nó khỏi chuột lỗi luôn. Nhớ nha. Ok. Rồi bây giờ mình review tiếp cho bạn xem đi. Còn chuyện gia đình của anh Thành á, thôi mình không xí vô đâu. Mình chỉ nói vậy thôi, còn Nguyên á thì muốn làm sao làm. Ê thiệt mà. Ủa dạ. Cái thoại hư của người ta ra đuổi gì về luôn. Trời ơi. Yeah. Xung quanh ta toàn là bông. Đây, để tôi chụp ảnh cho ông. Ở dưới đây. Hai. Có thể kiểu nào mạnh mẽ hơn xíu được không? Không, cái này đẹp hơn, cái này đẹp hơn. Đây, 1, 2, 3. What the hell? Rồi, quá đẹp luôn. Cảm ơn nha. Quá đã. Vâng. Giờ anh em mình vô đây, có cái khu vui chơi nè, vô đây review nha các bạn. Đây. Thì đây là cái hồ bơi nhà mình nha các bạn. Ui. Nhà mày trong đây hả mày? Nhà mày phải không? Mày đậu lâu. Nhà tao đâu trong phòng toilet mày. Rồi. Sao gì? Tưởng như trang cái nhà luôn. Ba tỷ của mình nha bạn. 300 tỷ của mình nha. Đâu hồ bơi 300 tỷ của mày có gì đâu review ơi. Đây. Ở đây có con voi nè. Mới vô thì tao có lắp đặt một con voi này để cho mấy em thiếu nhi lên
chuột xuống rồi, vui chơi rồi. Mày test luôn, để tao quay. Ôi, con voi có ngàn à. Đã gì hả? Rồi, còn gì nữa? Qua đây. Tao đây có gì? Có lắp đặt mấy cái cầu chuột nước. Ừ. Để chuột xuống nước này nè. Đó, thấy không? Ê, chân, chân, chân. Tao có chế nước vô nữa nè, thấy không? Ôi, chân nha. Gõ này làm gì? Thì lên chuột xuống thôi. Ủa mà sao cầu trượt gì mới gít với mày? Mẹ trượt cái đó. Dính đít lên đây luôn sao? Mày tào lao quá. Ui. Trên kia có mấy con gì mà vàng khè kìa. Ý, phải lên đó, đi đi đi. À, hình như trên đó là mấy con... Con gì? Hồi hổm tao kêu người ta xây 12 con giáp cho đó. Phải không? Tao kêu xây chai mà. Ui, vậy đi lên tìm con giáp. Xây từng tuổi của mấy người du lịch đây nè. Mày tuổi cái gì? Tao tuổi con heo, tao xây bên kia kìa, bự lắm. Ơi, có con chuột con mày, tao tuổi con chuột. Con chuột hình như tao xây bên kia. Đi đi đi, đi coi. Ơi, con heo của mày kìa. Đây nè, con heo tao nè. Ồ, đã vậy mày. Thế con heo tao bự nhất trong mấy con này không? Sao bự hơn kỳ vậy? Thì tao xây mà phải xây con heo của tao bự hơn chứ. Đó. Nó tên gì nè? Gì vậy? Cung gì á? Cung hỡi gì vậy? Ủa sao mày say mày không biết? À lộn, cung hỡi. Qua đây. Ê, mấy cái này gì vậy mày? Thì cái này giống như cái tiền xui á, làm trang trí cho chỗ này đẹp hơn mà. Nè, phát tài thấy không? Con heo này leo lên được không? Mày leo sao được, mày con chuột mà leo lên heo để tao mới đúng á. Ừ vậy thôi, đi tìm con chuột. Con chuột tao đâu? Con chuột mày hình như tao xây bên góc bên kia kìa. Ở đâu? Ui, con chó nè. Mày tuổi con chó hay gì? Hả? Tao mới nói tao tuổi con heo. Rồi mình xây con chó làm gì? Thì xây cho mọi người vô tham quan. Thì trời nắng quá, từ từ để tao qua hướng này nè. Chưa. Ok ok, giống rồi đó. Chụp nha. Giống rồi đó, y chang luôn, mặt mày y chang chó luôn quá. À lộn rồi, không gì. Ý tao nói là mặt chó này nó đẹp quá. Thiết kế sao mà nó đẹp quá. Hình như này biết buồn phải không mày? Nè, nó có mấy lỗ lỗ nè các bạn. Đúng không? Đúng rồi, tao xây mà. Còn bên kia là con gì? À thì bên kia là con cóc. Phải không mày? Tao xây mà tao không biết cái gì. À, mày cóc cái gì các bạn, thấy nó có một ghẻ kìa. Cóc, mày quay thì cứ đi theo tao để tao review cho, đừng thắc mắc nữa. Ok ok. Đây. Ủa cái đầu nó đâu? Đây nè. Cái đầu đây nè. À, không thấy không thấy. Cái đầu nó đây nha bạn. Rồi giờ sao? Mày đi kiếm con chuột không? Đi kiếm con chuột, tao tuổi con chuột mà. Đây. Hình như đây mày à. Mày say thiếu con chuột. Ê, cầm. Cái gì? Ui. Tao là chùm gà chọi Việt Nam, là tao phải chụp hình với con gà chọi. Ui, hợp lý á. Ok nha. Cười lên. Tao với bộ ngủ đi, khỏi cười mày ơi. Rồi, cũng được đó. Tại ăn tao súng rồi, thông cảm đi. Ây, 1, 2, 3. Chụp sát nha. Ok, chụp, mày muốn chụp kiểu nào cũng được. Rồi, được rồi. Xuống đây. Bà Nguyên làm gì lâu hả? Vậy. Làm gì lâu chứ hả? Không, tại chỗ bán nước xa quá. Chứ không phải có chị bán nước rồi hả? Không. Bà Nguyên không biết gì hết nha, tôi nãy tôi nói vậy thôi, còn bà muốn xử, không xử thôi. Nước kìa. Nãy giờ anh đi lâu với anh hả? Đúng rồi. Không, tại vì anh có một số trục chặt nhỏ. Số chặt gì? Cái đợt đi chúng tìm anh cũng đã đi mua nước, giả bộ nó mua nước. Thôi, không vậy đó. Ông Thành á thì ảnh là một con người sống lúc nào cũng hướng về có mình bà. Cứ yên tâm đi, anh Thành. 10% nữa được á. Được không? Nãy nhã nó nói với em á là. Không có, chứ nãy tôi nói nhầm ấy mà. Chắc không sao đâu. Anh Thành lúc nào cũng rất hướng về nóc nhà của mình thôi đúng không? Đúng rồi. Làm gì mà có chuyện mà đi mấy gái. Đúng rồi. Xong rồi chứ. Ừ. Thì thôi bà cứ không sao đó. Anh Thành. Có giải thưởng kia mày đi 10% nữa. Rồi.
Thôi, được rồi. Thôi có gì nãy tôi nói sai á thì tôi nói sai về anh Hành á, bà cho tôi xin lỗi nó lại nha. Ok. Anh Hành không bao giờ làm vậy đâu. Anh Hành thương yêu bà lắm. Nên là thôi cứ thoải mái đi. Ok. Chết. Rồi. Rồi, để không gian riêng tư cho hai người thì tôi sẽ lấy bên đây một chai. Đây. Anh với bà Nguyên. Em ngồi bên này. Nói bạn rồi. Bây giờ mình chỉ cần nói một tiếng thôi là. Ơ anh Hạnh ơi, em chén nước quá, anh qua anh mở gì em chai nước anh Hạnh. Anh hết tay rồi. À lẹ đi anh Hạnh ơi. Nè mở cho em chai nước đi. Tự nhiên tay quay khó quá. Mở không được. Nha. Rồi rồi uống nước đi. À, không dịch. Rồi mời các bạn nha. Uống xong đi review tiếp cho các bạn xem các bạn ơi. Hồi nãy đi ra con rồng là đủ mệt rồi. Ê con chó kìa. À. Đúng rồi. Trời ơi con chó. Con heo là con này tôi bán làm chuột. Ủa bà là con chuột mà nhưng bà chụp con heo làm gì? Ý là thích thì tôi chụp thôi. Trời ơi giữ được. Nhìn mặt nó y chang ông luôn. Đúng rồi. Đó. Nhìn mặt nó y chang ông. Cái gì? À. Nhìn mặt tôi giống chó lắm á vậy. Ông tưởng con gì? Tụi con chó. Thì gì không giống chó chứ giống gì? Ủa ông tưởng con chó thì không giống chó chứ giống gì? Thôi tôi tưởng chuột tôi giống chuột nè. Nhưng mà nhìn mặt nó giống ông thiệt. Không chụp. Nè. Nó có mấy cái lỗ này giống. Có chụp cho tôi không? Chụp liền. Làm gì ăn nghe căng để mình ra. Rồi chung cái kia. Nhìn một xíu. 1, 2, 3. Hay quá. Giờ anh em mình sẽ ra ngoài biển nha bạn. Để coi cảnh ngoài đó. Có gió là thấy là mùi biển tới rồi đó. Phải rồi đó. Em hãy đi. Đọc. Ui. Nó có cây cầu kìa, đi ra kìa. Ê mày có đi không? Đi gì? Nãy giờ tao đi ở đây á. Đi gì? Hệ thông là phải có sóc. Ừ. Ừ. Sao nãy giờ tao không thấy con sóc nữa chứ? Chắc vợ đi ngủ mày ơi, tối đi ra để kiếm ăn. Ở trong đây á có cái dạng ná. Vô đây đi ra. Vô. Rồi, xong rồi. Ôi sóng ấy đi lớn lắm nha bạn. Nó làm một cái gì khục đó luôn. Nè. Ui. Sóng đây mạnh lắm. Cảnh ở đây thì hết phải nói, hết phải bàn nha các bạn. Quá trời đẹp luôn. Đá thì kêu luôn nha các bạn ơi. Ngoài này á, mà bắt cái võng nằm nữa là hết sảy. Đây khoan. Gì? Lạc chủ đề rồi đó. Ừ. Tự nhiên ngoài này bắt cái võng nằm gì mày. Đây có cây cầu nữa các bạn. Đi không? Đi luôn, đã review mà phải review chân thật cho mọi người xem chứ. Không có ngoài xa lắm mày ơi. Thì sao mày đi nữa đường thôi. Tự nhiên đi ra nửa đường cái vô mày rảnh quá. Thì chủ yếu review cho mọi người xem thôi. Thôi mình đã đi review là mình phải chơi cho tới nha các bạn. Mình sẽ đi ra tuốt ngoài Mỹ kia luôn. Wow. Cái này chắc cả 2 cây số quá mày. Chắc vậy á. Coi cái dài kìa. Ê mà thôi giờ anh em mình nha. Anh em mình cố gắng đi ra tới ngoài coi nó có gì ở ngoài rồi anh em mình sẽ quay cho bạn xem nha. Mát thiệt luôn á. A few moments later. Kìa còn quá xa luôn rồi. Bây giờ tao mày đi vô đi. Thôi đi nữa được á, coi có cái gì không? Thôi mày đi, tao đi vô à. Mày nói cái này xuống miệng lắm à. Thôi ra ngoài đây càng gió mạnh nè mày ơi. Thôi gió ra tới mày nhiều gió hoài luôn á. Ở đây thu âm được không ta? Gió lớn quá mấy các bạn nghe không nữa. Mày nói lớn lên. Chắc thu âm được á. Các bạn nghe anh em mình nói không? Nha. Tao hỏi bạn mày trả lời gì hả? Mày vô ơi. Gió mạnh lắm rồi. Mình sẽ cho thằng này nha các bạn. Nãy giờ nó chơi mình hơi nhiều rồi nha các bạn. Ở đây cũng có một cái con là con dê nha các bạn. Đây là con dê nha. Con dê thì ta làm y chang thiệt luôn các bạn ơi. Gì nè anh? Qua đây. Làm gì? Trong đây có gì nè? Hả? Trong đây có gì nè? Vô. Có gì? Có này nè. What the hell? Bố nành, tao lau.
giỡn tí không mà, đồng đội không mà, giỡn tí làm gì căng. Giỡn gì? Thôi đồng đội không mà, cùng quá. Anh em mình mới đi vô, đi từ cái cầu ngoài ngoài vô nha bạn ơi. Vô đây thì nó không có miếng gió nào luôn, thấy im hẳn liền. Ui, ngoài ngoài gió muốn bay tao mày. Chỗ này thì người ta có gạch đồ nè, ơi chắc người ta chuẩn bị xây gì đây nè mày ơi. Đâu, tao chuẩn bị xây cái khách sạn nhà nghỉ đây nè. Phải không? Mày nè. Ui, xây bao nhiêu cái nhà nghỉ hả? Hình như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 cái á, ta xây 10 cái có gì để người ta vô, có gì người ta nghỉ ở đó. À, vậy hả? Xây chi nhiều chứ, sao mày xong mày muốn xây 2 cái thôi. 2 cây, ít quá, tao muốn cho ui, một người có không gian thoải mái nên tao xây nhiều vậy đó. Trong kia thì... Dạ, mày thấy cái sân rộng rộng đó không? Mày định làm gì vậy? Đừng tao... nói mày định làm sân Mỹ Đình nha. Chứ gì nữa, tao chuẩn bị tuyển đi vài cầu thủ đi đá quốc gia nè. Mày có ui, tham gia không? Thôi chắc tao không tham gia được rồi, vô đó ngại lắm. Trời ơi, mày vô đó đá lại đi. Đá chân cũng được nữa, Nguyễn Thắng ra lấy cúp là tao phát tiền thưởng cho mày về. À ok, vậy cảm ơn mày nhiều nha. Hỏi thấy bạn mày. Cái gì? Người ta cầm kinh thư. Hiểu không? Phải không ông nội, như cảm vậy. Phải. Wow. Quá trời đẹp luôn. Ê, cá chép kìa, cá chép kìa, bắt gì? Ông bắt lên được đi, giờ tôi đem về tôi nấu cho ông ăn không? Ôi, cá chép nhiều tiền lắm, để đi. Cá chép bị treo gió kìa. Ủa, cá coi như vậy, ông phải cá chép nữa. Cá coi treo gió. Cá coi treo gió, xíu là cá coi treo gió. Gì vậy? Gì vậy? Wow. Thân hình mảnh mai. Ba giọng căng đét. À, không phải bà đâu, bà thì nghe cái khác. Nó nói cái tượng hiểu không? Chứ không có bà gì hết đi. Giờ hồi nãy giờ anh em mình đi review khu Khai Long này đúng không? Ừ. Chưa biết khu Khai Long này tại sao người ta đặt là Khai Long. Sao ta? Tại sao? Theo ý của anh á, tại sao người ta đặt là ở đây là Khai Long thành? Mình cũng xin nói trước luôn nha các bạn. Cái này là theo dạng cái suy nghĩ của mình, về cái giải thích của mình là mình giải thích theo nghĩa bóng nha các bạn, chứ không theo ấy lộn nghĩa đen. Mình giải thích theo nghĩa đen nha các bạn, không theo nghĩa bóng nha các bạn. Cái này là suy nghĩ của mình thôi. Rồi. Mình không có ý nói xấu nha các bạn. Chứ okay. Đó giờ mình cũng không có ý nói xấu rồi, nha. Rồi anh bạn. Giải thích đi. Hình như là nè. Khai là cái mùi ammoniac đúng không? Rồng là cái gì? Rồng là à, long. Long là rồng. Ừ. Tại vì ở đây á nhiều rồng, mình thấy hai rồng chứ không? Thấy rồi. Nó ăn nhiều quá nó tiểu. Xong rồi nó, cái mùi gì nước tiểu nó khai lên cho nên người ta mới gọi là Khai Long. Trời ơi trời. Thằng lão nặng. Trời ơi, không biết mà giải thích tầm bậy lại không, mấy bạn hiểu lầm rồi. Mấy bạn không biết rồi, mấy bạn kiểu sao ta? Mấy bạn bị nhầm lẫn. Đúng rồi, nhầm lẫn anh sao? Mày nói mày kêu tao giải thích mà. Em kêu anh giải thích đó là giải thích đúng nghĩa của nó. Anh giải thích cái gì mà thằng lão ông muốn nhắc gì ở đây? Rồi, chứ mày biết mày giải thích cùng tao ai? Đây nè, sẵn đây mình cũng ghi, mình ối lộn, mình cũng giải thích cho bạn với anh Thành biết luôn. Tại sao người ta gọi ở đây là khu Khai Long. Đây, khai ở đây á có nghĩa là sinh đúng không? Khai sinh. Khai là sinh. Ừ. Còn long là rồng, là ở đây nhiều rồng. Ừ. Đó, xong rồi người ta mới lấy cái đó người ta đặt tên là Khai Long luôn. À. Hiểu chưa? Ok, hiểu rồi. Là cuối cùng nó là cái gì? Thì nó là ở đây là được nhiều, ở đây có nhiều rồng với lại nhiều rồng sinh ra nên là người ta mới lấy tên là Khai Long luôn. Hiểu chưa? Thôi phức tạp quá, cái nào khó quá cho qua đi. Nhưng mà hiểu chưa? Hiểu rồi, ok. Mình giải thích một hồi mình không hiểu luôn trời. Qua đây mình thấy một cái sạp bán đồ đó nha các bạn. Bán kiến rồi bán rồng. Ê, mình đeo cái này được không? Cái nành của mấy con gì á. Cái này con heo rừng. Như vậy á. Ê, mình đeo được không? Không biết. Ờ, dây xích giống như xích chó chứ trời. Mua mới đeo chứ mà. Y chang như xích chó rồi các bạn. Ê, đi ngồi cái quay lại vị trí cũ luôn mày. Nè, 12 con giáp nè. Ai biết đâu, tao mày đi ngồi sao nó quay về đây á. Ủa, đi cửa sau gì hả? Mình mà có người ở kìa. Đi khét mày ơi. Khách sạn mạng thì sao có người ở rồi? Tao cho mướn mà mày dẫn tao vô đó kìa.
chị có khách sạn nào chưa cho mướn không? Bằng kia nhóc, đi. Mày dẫn đi đâu tao tao hồi kìa, có xe luôn kìa ba. Còn bên đây tao dẫn mày đi xem cái hồ cá mấy tỷ của tao. Có luôn hả? Có hết. Trời. Đó tao có làm khu sinh thái thả cá cho mọi người câu á. Dạ còn mày? Còn. Kìa mày thấy con nuôi con chim gì nó chạy bên kia không? Nó bay đó. Con gì á? Thì mấy con đó tao thả đây nè, không giật quý hiếm luôn á. Ê Quang. Gì? Tự nhiên ở đây là Cà Mau nước mặn mà ở đâu có lục bình đâu mày. Cái này á là khu này là tao thả cá mà. À, dạ, thấy cắn không? Khu này là khu nước ngọt phải không? Đúng rồi, tao à. Tao không biết chứ. Tao phải cực khổ á, mua mấy ngàn tấn nước ngọt về đổ lên nó mới thành một cái đều như vậy nè. Để tao thả cá nước ngọt ở dưới mình á. Đây. Bên đây tao chỉ thả cá chê với cá lóc thôi để cho mọi người vô à. Trong đây mày định xây kiến trúc gì nữa à? À, thì tao tính xây một cái hồ mà kiểu như là hồ phát sáng á mày. Để cho mọi người xuống đó chụp hình cũng được nữa. À, cái hồ mà xuống bảo phát sáng hả? Đúng rồi. Còn bên đây nè, mốt qua câu cá anh dẫn đi gây cá lóc. Mày mới trúng số gì mày giàu dữ vậy? Mày không biết cũng. Tao mới trúng mấy ngàn tỷ. Đúng rồi, phải không hết. Thì đó giờ tao mới mở ra mấy cái kiến trúc này nè, đọc lạ cho mọi người xem. Anh em mình đi qua tới khu bên này thấy biệt thự hơi bị nhiều luôn nha các bạn. Trong này người ta có cho mướn biệt thự nữa. Anh ơi. Gì? Tương lai em căn này, anh căn bên kia. Ừ. Ok không? Ok, hợp lý á. Dạ. Sao? Nãy mày đố tao rồi phải không? Cho tới lượt tao đố mày lại nha. Đố gì? Tao đố mày cái con gì mà nó ăn nhiều mà cái miệng nó hôi nữa. Ăn nhiều mà miệng hôi? Ừ. Có phải là con cá cha mà thằng ghẻ đố hôm bữa không? Thằng lao. Tầm bậy gì, dễ gì sao tao đố mày được đúng không? Chứ con vậy trên đời làm gì có con nào mà cái miệng thúi nữa. Thì thử nói đại rồi, nói đại mấy con rồi, coi coi dính lúc nha. Con cóc. Ôi. Con không phải đó, con gì á. Sao không có kêu mày nhìn nguyên à, không phải con người hả? Không. Thôi con heo nó ăn cám mà ăn ba cám thúi á. Ăn ba cái đồ nấu lên mà thúi người ta bỏ. Không phải. Con gì trời. Gì? Tự nhiên khu vườn mận của mày mà ngậu như vườn nó ăn cắp mận vậy? Một cái mày hết hồn luôn nè. Không có cái nào mà hết hồn hết á. Còn cá heo. Con cá heo người ta sống dưới nước, nó chỉ ăn cá thôi, làm gì mà miệng thúi. Mày lại kia mày hửi thử đi. Phải không? Thúi không? Thúi thiệt. Thấy chưa? Là con cá heo dùng ghét đây hả? Ừ. Trời ơi. Đúng rồi mà, ăn cá heo thì nó ăn nhiều. Em tưởng mấy con thiệt thiệt. Ăn mặn không? Hả? Mấy chú. Tại sao vô nhà tôi hả? Bọn lại con. Bọn bọn xuống đây. Biết ai khui lập của ai không? Này, mày. Biết ai chú thành tôi là lâm. Họ nói nó nghe đây. Họ nói nó kìa. Nói nhìn vô đây thấy mặn hả? Dạ 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 dạ. Hả? Thôi mấy em đi. Thôi nó ăn đi anh ơi. Nó xin gì thì cho nó ăn đi anh ơi. Mấy em đi anh. Thông cảm xuống anh. Ừ. Mày hái mặn thôi nha mày. Em nó không biết anh ơi. Nó đại lên. Mày hái mặn thôi nha, mày hái gì nữa. Em nó không biết anh ơi, bỏ. Em nó không biết. Ờ bỏ. Ra cho mấy em nhỏ đi. Mày muốn ăn gì cứ alo anh, xíu anh dẫn mày đi, tại vì khu du lịch này của anh mà. Anh Hoài, trong đó anh có chồng ở hả anh Hoài? Hỏi anh chồng mà chưa lớn hả cưng? Chưa lớn hả? Đúng rồi. Chừng nào mới ăn được anh? Đây có trái luôn nè, cưng thử không? Sao anh? Nè, mồi hơi nhỏ nha. Ơi, cái nhỏ này bỏ ra nè. Em phải ăn mấy... Ê kìa anh. Kìa kìa anh. Cái mặn đi chín anh. Để anh hái vô trái, tại vì khu du lịch anh mà yên tâm. Để anh làm vô khu du lịch anh Hòa hái mặn, hái ổi với mặn cho mình ăn nha các bạn. Đúng rồi đó anh Hòa. Kìa. Nè. Em cảm ơn anh Hòa. Anh Hòa bẻ mình chấm trái ổi khá là ngon nha các bạn. Mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nha. Thế sao? Hỏi anh chồng sao? Được đó anh Hoàng. Trời ơi! À mặn ngon lắm anh Hoàng. Mặn ngon lắm em ăn rồi. Ổi mà. Ổi em lột. Thấy không? Hỏi anh chồng á là phải ngọt. Phải ngon. Anh ruột thuốc gì mà ở đây cái cây gì mà nó không có một miếng dời nào luôn anh Hòa. À thì anh không có xịt thuốc ở đây là. Anh có thể nào mà chia sẻ cho mọi người để mọi người làm theo để mà
đó là thì anh cũng giải thích cho mọi người xem cái cách mà trồng 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 gì ta à mận với lại ổi thôi. Thì mận anh trồng cũng dễ thôi, lúc còn nhỏ anh bón phân với lại là xịt thuốc đầy đủ. Anh Hòa, anh Hòa ba bón phân gì vậy? À, thì... phân gì nó mới tốt anh Hòa? Thì mấy cục phân bò đồ á anh bỏ vô cho nó tốt cây tốt rễ đâu mà. Còn ổi á thì cũng vậy luôn mà anh để phân khác. Phân gì anh Hòa? Anh để xích gà vô cho nó khỏe cây. À với lại đó anh Hòa nó chia sẻ rồi là một cái cách để bạn trồng cây mà cây cha mà trái ăn quả mà không bị sâu nha, gọi là tươi tắn rồi ăn rất là ngon nha bạn. Mình vừa ăn thử với ổi với trái mận thì khá là ngon nha. Ê Ngân mua gì ăn không? Trời đúng ý bà đó. Hơi đó bụng mày đó. Có kem kìa. Ăn không? À, ăn ổi mì đi cho lấp dạ. Kem khói kìa. Ăn kem ha. Ok. Tôi mua cho nước uống mới được, khát nước quá. Đây để tả chìa cho. Trước tôi ăn kem khói nó bị xù. Thôi qua chỗ nào ăn nè. Kiệt. Ăn này luôn. Thôi lại chỗ nào đi cho mát mát ăn xíu. Ăn đi luôn. Nghe không đi không? Chửi mới nghe không? Này. Ngon. Gớm. Sao? Thì mình đi vô trong bọc qua nhà mình nghe nói đây có chùa, mình vô trống mình cầu bình an đi. Cầu bình an hả? Ừ. Đi. Hả? Quay cưng lại đây, anh nói một lần này thôi nha. Gì anh? Cái gì mỗi lần cưng đi với nhã là cưng hay đi vô chùa cưng cầu gì đó. Cầu bình an. Thôi đừng có nói chứ hai từ bình an đây thì cưng cầu duyên với nó thì cưng nói lại cầu duyên đi. Cầu duyên gì? Thiệt luôn á, anh nhiều lúc anh tức thiệt luôn á. Anh bị gì không anh? Ta anh không có bị gì, anh có sao nói vậy? Mày nghĩ coi, đi với mày lần này là lần thứ hai rồi, lúc nào cũng xin vô chùa hết. Rồi đi bỏ hổm đi với ông nội đẳng tao còn tức hơn nè. Đi gì mà đi nhà vệ sinh, vô nhà vệ sinh gì mà review được à. Cái này là người ta đi cầu bình an ông nội ơi. Thôi mày không có nói cầu bình an gì ở đây hết trơn á. Cầu bình an mà anh bị gì á? Tao nói nghe nha. Tao nói nghe mày và với Nguyên vô chùa đi hen, tao đi, tao nghĩ chung trời luôn. Tao đi luôn. Người ta đi cầu bình an mà ông nội. Thôi không có cầu bình an gì hết trơn á. Anh bị gì á anh? Một là tao với Nguyên vô, còn hai là mày ở ngoài. Vậy đi. Rồi mệt quá trọng như quen. Không vô thì không vô. Nói chung là giờ ra biển thì như mày ơi. Má đi cầu bình an cũng cho lãng thì chứ. Giờ hai anh em bắt đầu đi sâu vô phía trong để review nha mọi người. Đây cái gì á? Đây là hình hoa sen với lại là một con rồng, con cá hình đầu rồng đúng không mày? Ê, sao người ta không làm con rồng ở đây luôn mà người ta phải làm con cá hình đầu rồng mày? Khu nghỉ dưỡng của mày mà mày hỏi ai mày? Ờ quên nữa, mày quay đi để tao nói. Thì đây nha bạn. Mình sẽ giải thích cho mọi người tại sao ở đây là có con cá hình đầu rồng. Thì đây. Đây là búp sen. Dựa theo hình búp sen ngoài đời mà mình làm gì bự hơn cho nó đẹp nha bạn. Ở trong đây thì mình thả cá. Còn ở trên đây tại sao có cái hình con cá rồng này là tại vì hồi đó lúc mà chưa con rồng á, nó chưa hóa thành rồng là từ con cá phải không? Ừ. Thì đó nên tao đã kêu người ta làm là nửa hình cá và nửa hình đầu rồng. Ồ, hay. Tao đã suy nghĩ nát cái óc luôn mới tạo ra được cái khu du lịch ngày hôm nay. Ngày hai được. Anh này xứng đáng làm chủ tịch khu du lịch này rồi. Ủa tao chủ tốt, tịch mà. Tốt. À quên. Mình với Đảng sẽ đi tiếp vô khu này để review nha. Đây. Yeah. Mua cá cắm tổng dưới giờ. Có. Xuyên nước kìa. Nước giả. Ở đây người ta làm đẹp chứ. Sao? Cầm tôi cái cam mày. Sao? Đi mua nước, cái nước quá hồi nãy ăn mấy cái cục kem kia. Cái cục mà xốp ở trong cái cục kem nó ra khói á. Cái nước rồi. Mình đi mua nước cái nhà đứng này đợi nha. Ok. Cái gì? Ông giữ tiền mà ông.
À quên. Ông Tào thì chứ. Để tôi lấy. Ông giữ tiền nè. Nè ơi. Lẹ hết đi, hết đại đi, có sao đâu, đi đi. Lẹ nha, lẹ nha. Nhiêu chị? 15. Đây nhà vệ sinh đâu trời. Má mẹ ơi, đợi mình xíu nha, mình được. Để tạm cho nước ở đây mình đi vệ sinh cái. Có vệ sinh quá. A few moments later. Mà hồi nãy vậy mình không biết á, mình đi đường mấy bên kia vậy, mình phải vòng một vòng qua tới bên đây mới có nhà vệ sinh. Mà mệt muốn chết luôn. Mấy ông nội này còn đứng đây rồi đợi không nữa. Kìa không còn rồi. Ôi ôi đâu ơi à, đi ai đi tiếp nè. Đi đâu vậy hả? Này tôi đi công chuyện xíu nữa mà. Công chuyện gì? Thì tôi đi vệ sinh xíu. Đi vệ sinh hả? Hả? Thôi giờ đi. Cầm đi. Ủa mà mua chai nước, còn chai nước đâu? Này. Ủa nãy giờ đi đâu? Thì đi mua chai nước, xong rồi đi vệ sinh. Nhưng mà chai nước đâu? Sao cầm tay không đi về vậy? Chai nước đâu? Chai nước tôi bỏ quên đằng kia rồi. Là đi vệ sinh xong rồi để chai nước đâu? Bỏ quên đằng kia. Trời là trời. Thôi lại đằng kia lấy đi. Mấy còn không nữa. Đi chơi bà quên đem não theo hết vậy trời. Bây giờ mấy anh em mình sẽ ra cầu cho các bạn xem nha. Thì hồi nãy anh em mình phát hiện có cây cầu bắt ra biển đó bạn ơi. Động lớn lắm luôn. Ê, có cái ven sông đánh cái cầu nhung nhích không? Có thì ơi. Có không? Có khi nào đang đi. Nói chứ ở đây là một cái cầu bắt ra ngoài giữa biển luôn nha các bạn. Mình nghe nói cái cầu này là nó sao ta? Nó chỉ được con nữa à. Con nữa. Ủa? Kìa, sao làm thì làm tới bên bờ bên kia luôn đi, sao làm con nữa ta? Tôi cũng thắc mắc qua giờ mà không biết sao nữa. Anh Hạnh, sao anh nghĩ tại sao người ta lại làm vậy? Hỏi đúng người rồi. Mà khoan đi. Theo em á, còn những này người ta tôn hết tiền xây tiếp á. Trời ơi, nghe tao nói nè, cuộc sống này cái gì nó cũng có mục đích hết cả. Đích hả? Cái đích là có anh mục không? Gì? Không, ý anh nói là mục đích á, cái mục đích của cái cầu này người ta xây. Mục đích chính của cây cầu này người ta xây. Ok, tại sao? Ừ. Bây giờ thí dụ như là cương biết cái cây cầu tiêu với mình không? Thì tất nhiên là cái đó rất là quen thuộc rồi. Ừ, nó chỉ bắt cây giữa địa thôi. Rồi sao? Còn cái này cũng vậy, chỉ bắt cây giữa biển thôi. Kiểu như là để ta đi dạo như thế này, ví dụ mày đi dạo ở đây nhưng mà ngày vệ sinh xa quá phải không? Ờ. Xong rồi nó ra đây, xong rồi có gì thả xuống dưới đó luôn. Thả xuống đó rồi làm gì? Ý là kiểu là mày đã bụng á, mày tới lắm rồi, xong rồi mày bắt bụng. À, ý anh á, ở dưới là cầu thì nó cũng như cầu ở trên này đúng không? Cũng có cá nữa hả? Nhưng mà ở dưới là cá gì? Dưới mình... là người ta sẽ cho cá mập ăn. Cái gì không? Cái gì? Quay vừa lúc trên trời rồi thấy ai trên? Thấy nè, thấy mà. Khùng quá, khùng khùng cái cha mọi giùm đây. Cái gì vậy? Cái xe đù. À, từ. Cái gì vậy? Làm gì vậy? Cái cây nó kẹt rồi. Thôi để vậy luôn đi. Dại quá khó cào nó. Ai biểu con nghịch rồi anh chi? Nghịch, cái gì mà nghịch? Ở đây mà đung đưa rồi nè. Đánh một giấc chắc nó mát dữ lắm. Đã ha. Đừng nghe không? Giỡn tí thôi mà, giỡn tí thôi. Mấy cái này mà nó đưa ba vô trong đó rồi đụng cái đít vô trong đó rồi nát đít luôn. Hồi nào dính vô đó thôi chứ có gì nát đít gì. Nói gì đồ ăn nó xà lơ gì trời, nắng đít gì trời. Trời ơi, ôi trời. Ui, quê kìa, ui trời. Cái gì vậy, giờ cho tôi vậy. Anh làm gì đi lâu chứ hả? Trời ơi, đi nhanh dữ hả? Em đợi anh nãy giờ luôn á. Trời trời, nãy còn nắng thôi chứ. Đi chơi á. Ừ.
Đây các bạn, tới khu vui chơi nha các bạn. Giờ nguyên nói nào? Gì? Tao nói này. Hả? Tao nói này. Chuột mấy bánh. Gì? Chuột mấy bánh. Tao chuột 2 bánh thôi, ba mấy đồ quỷ thì tao làm được. Trời ghê chưa? Giờ mình với Ngân sẽ đi qua bên đó nha các bạn. Khu này đúng ngọng luôn chơi. Đi đâu dựng chứ. Cái này giống như Đà Lạt quá ta. Hôm nay mình vừa mới chuyển qua Đà Lạt chơi nha các bạn. Nè, anh em mình đi xuyên gần qua Đà Lạt nha. Thì mới đi qua con lạnh tiếng cá rồi cái tới Đà Lạt luôn nha các bạn. Đúng rồi. Là lão ha. Wow. Cái gì hả? Mấy con rồng bự. Mấy con rồng dạ. Ở đây nhỏ hơn con rồng mà. Hồi xé ngoài cổng. Không, chắc con còng ở đó là con còng ông nội, ông cố nội, ông ngoại gì ông Sơn, ông Sở rồi, chắc con này còn con. Mấy ngôi chùa thường thường là có mấy con rồng. Wow. Công nhận ở đây đẹp quá. Trời ơi, nó móp nát đầu luôn kìa. Okay. Nhưng mà mình quay được không ta? Nghe chỗ này chỗ linh thiêng luôn á. Giày dép nơi đây. Đây để dép ngoài. Ở đây. Đúng rồi. Tại con này rộng lắm. Ừ đúng rồi, sao con kìa. Đây hơi gió vậy các bạn. Ôi cá chép kìa. Cá rồng. Cá hóa rồng. Ờ cá chép hóa rồng. Đây là cá hóa rồng trong truyền thuyết nha các bạn. Mẹ con này là con cá này, con khá hơn con cá này. Đúng rồi. Con rồng. Giờ mình với Ngân đi xuống nha các bạn. Wow. Đẹp quá. Nhìn nó mà còn đẹp hơn trong cam nha các bạn. Anh Thành đi mua bánh mà. Mua bánh để tôi. Anh Thành. Nè. Quên cột này lại các bạn nhé. Rồi. Chưa bao giờ thấy cảnh nào đi patin mà như này. Lên dốc này thả xuống các bạn. Ui đi đâu không? Không đi, nè cầm đi, coi tôi đi. Đi ra. Nhảy đi tăng 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 nhảy đi bậy tăng 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 tăng. Nãy giờ đi khát nước quá, giờ tao mày vô nước luôn rồi. Ờ tao ở đây khát nước nè, đi vô nước mía uống nè. Bây giờ anh em mình tới chỗ để mua nước rồi nha các bạn. Chú bán cho con đi nước mía chú. Rồi chú đi. Bỏ vô này con nha. Chú đá không con? Dạ nó cháu đi chú ơi. Rồi ok con. Rồi. Ê chú uống thêm chưa? Ê chưa đủ chú ơi. Rồi ok rồi. Tại tiêu chuẩn của con là phải tới 500ml này rồi, mới được. Rồi tính con 10.000 thôi. Ê chú. Không mấy chú sớt ra dùm con miếng rồi, tại dư 500ml rồi. Hả? Mày ra đâu? Thôi chú sớt cho mày uống miếng đi. Thôi không được. Tại mẹ kêu là ngày con chỉ uống 500ml nước à. Mày lấy cho bạn muốn vậy? Ừ mày uống miếng đi.
Ôi mày chế ra đi, giờ tao chưa khác. Xíu nữa tao mua đi khác. Mượn cái hút nè, cho ông phải mượn. Mượn mày. Alo. Nè, mày hút chứ. Thôi chứ ai vậy. Mày hút đâu rồi. Thôi, có rồi, ok, cảm ơn chú nha. Rồi, ok, ok. Cảm ơn gì không? Ê, coi đủ chưa? Đủ rồi. Rồi, đi chơi vô nha. Dạ, bye chú. Về cho má uống đi con. Trả tiền mày. Ủa, quên đó. Mày cầm máy quay đi, tao trả tiền cho. Ai luôn đi chia vậy chú? 10.000 thôi. Mày đẹp trai quá, tính 10.000 thôi. Trời ơi, thấy không? Nhà tao đẹp trai nên mới 10.000 nha mày. Rồi, đi. Thì mình với Ngân lại cái cổng trước nha các bạn. Thì nãy mình nhớ, nãy thấy bên đây có một cái bờ đẹp lắm nha, vừa mát nữa. Bên kia là rừng. Hả? Cái gì á? Cái gì Ngân? Rước chứ sao lấy? Rước chứ mà thôi. Sao lấy được? Mới vừa leo lên chưa nghĩ gì hết, rước chứ em rồi. Cây đâu lấy? Trời ơi trời. Được không? Được. Tiền dép mình gớt dưới vậy vậy. Coi chừng nó trôi đi đó. Trời ơi, dép dính xinh luôn. Má. À, được rồi. Nè 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 nè, cho nè. Trời ơi, dép vô hẹm luôn. Giờ mấy anh em mình đi kiếm ăn. Đây thì trúng tủ rồi. Xài lắc. Rồi, xài lắc đi. Dạ. Con muối có cay không chú? Cay 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 tới đây. Trời ơi, trời ơi chú ơi. Cay lắm con mang. Cái này bỏ nhiều chú không? Chú bỏ này nhiều đi chú. Rồi, cay rồi rồi. Ồ, muối, muối Tây Ninh. Dạ. Sao chú? Sao chú kêu cay chú? Hả? Cay. Rồi, rồi để chú lên chú lắc cho. Để chú xài lắc nha các bạn. Hả? Lắc chú. Chuyên nghiệp quá chú ơi. Chuyên nghiệp quá chú ơi. Rồi, một cái 15 ngàn. Rồi, 20. Mình mới mua xong nha bạn, mình mua nước mía uống trong mát nha. Mới đi mua nước cho nó nha bạn. Ui, đây nè. Vậy vừa đủ tiêu chuẩn luôn nè, 500ml luôn. Đâu, đâu, đâu? Nè. Tao đúng rồi, vừa, là tao phải canh chứ. Ủa? Sao nước ngon không? Ống hút nó bị gì ta, hút không lên mày ơi. Hút không lên. Đâu mày đưa đây ai? Hả? Ơi nó bị nghẹt cái gì á. Ủa có bị gì đâu ta? Thả mà thử ai. Có cái ống hút hút cũng được nữa chạy. Trời. Được chưa? Khoan, cái này tao mua nước cho tao mà tao có mua cho mày đâu, mày uống chi hả? Thì mày nói không, rồi. Không được nên tao sửa giùm mà. Xuống 500ml của tao luôn rồi. Tao không biết, giờ mày đền cho tao đi. Đi mua ly khác mày. Nè. Ê, nãy tao trả tiền cho mày luôn á. Trả tiền không trả tiền gì tao không biết. Giờ mày hút của tao thì giờ mày đi mua ly khác nha. Nhanh mày, hỏi ý kiến. Nè, nước miếng dính tùm lum luôn, ghê quá mày ơi. Đi mua ly khác cho tao nha. Ủa chị mày uống không được hả? Uống có lố con miếng có sao đâu. Mẹ tao dặn là tao phải uống 500ml. Mà giờ nhìn đi, còn có 450ml là uống chi nữa. Chẳng khác nào tao uống thiếu. Là đáng chăm thêm miếng nữa đi mày. Đi mày. Mày tao kêu mày coi giùm tao, ai mượn mày hút thử hả? Sao khác chưa? Tờ sáng dặn mày sao? Em quên được cho. Đi 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 đây. Ừ. Đồng đội không có thấy tính đồng đội đâu. Mày nói gì vậy? Anh tự... Ê. Ê, đừng có lật mặt nha. Ê. Sao? Dạ thôi, anh bất giận. Thôi nói chứ anh nhã ngồi kế em đi nhã. Nhìn chỗ cho em đi anh, em út không nói à. Nói vậy thì còn được. Dạ. Vô ngồi đi. Dạ, em cảm ơn anh. Ôi. Ây. Ê, em xít rồi.
Shit ghê anh. Thôi rồi. Em nhà nay em cũng cho anh luôn, thiệt luôn, buồn cứng thiệt luôn á. Còn sao này, sao này? Buồn cứng thiệt luôn. Rồi anh nằm với Nguyên ăn đó nha. Ờ. Thôi. Nè, nó chứ ăn chung đi. Thôi lỡ rồi, đút anh ăn đi, anh cầm cam tay đâu anh nữa. Bớt uống hận luôn hả? Đứa cha mà anh ấy kiến không? Không có. Cho miếng muối à? Không có mẹ. Miếng muối cay cay đâu? Ăn không rồi mình đi đâu nữa ta? Chắc là đi làm giàu rồi. Giận sao Ngân? Quyền, mày lên quay lên quay lên. Mình với Đặng vậy đi ngang qua đây á, kiếm đồ review vô tình thấy ổ ong trời bá luôn. Nè, ổ ong á nhãn bạn, mình khỏi cần zoom gì hết á, đứng ở đây cũng thấy chị đó không? Wow. Chị đùi mà đứng đen hết á. Đó. Giờ đâu mình... bắt không? Bắt luôn, sợ gì? Bắt xuống này. Giờ luôn. Thôi chứ đợt tôi đi với anh Kha thấy ổ ong mượn hơn ổ ong này gấp 10 lần á. Kêu anh Kha leo lên hái cho tôi ăn. Bắt xuống cho tôi ăn mà anh Kha không chịu nên giờ ổng hái cho tôi ăn đi. Bà tào lao quá. Bữa đó là cái cây bạch đằng cao gì đâu mà hơn cái này luôn. Ổ ong bự hơn nữa mà sao bắt được? Chứ mà giờ ông mất cái ok luôn. Ok. Được. Giờ lấy mấy cái sơ dừa nè. Đúng không ta? Đúng rồi, mấy sơ dừa. Mấy cái này là bao đốt có khói luôn. Xay xay vô. Xay cái dừa chừng trái cam luôn á. Khi nào vậy quá trời luôn kìa đã. Ê. Chuyện ông chết nhau nội. Không sao, không sao. Kìa nó bay trên đầu kìa. Ui, nó tông vô cao luôn. Trên đầu nhóc luôn kìa. Nó bùi thôi, nó bùi thôi. Ê. À. À ha, mày ơi. Ông chết rồi. Cái gì? Ê. Yên tâm. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Không, không lại đằng nữa. À, nhanh đây, đau, nhanh không nổi. À, cái kim còn chụp. Rồi, đây, 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 đây. Rồi xong rồi, chút xưng rồi. Đây có gì nữa đâu review mày. Nãy giờ tao mày đi vòng vòng á. Ê qua, gì? Giờ tao mày đi ghi mua gì ăn đi, đi, đi về quà chán quá mày. Vậy mày đi mua đi, tao ngồi ở đây chờ mày. Ừ vậy để tao đi mua nha. Chứ nãy giờ tao mỏi tư chân lắm rồi đó. Mày đưa bóp tiền mày đây tao mới có tiền mua được chứ. Nè mày cầm máy quay đi, tao đưa tiền mày nè. Thôi mày đưa nguyên cái bóp luôn đi, để tao lấy tiền cho. Thôi mày, mày lại muốn lấy cái bóp rồi, hồi lại tao cần sao? Ừ, vậy đưa nhiêu cũng được. Nè 50 thôi. Ừ. Kiếm gì rẻ rẻ mua cái gì? Mày thích ăn cái gì? Thì mày mua cái gì tao ăn cái đó. Ok. Ok. Cầm nhâm đi để tao. Vậy vậy vậy, vậy tao ngồi đây chờ mày nha. Rẻ đi mua các bạn ơi, giờ mình ngồi đây chờ đó. Ui. Dạ thế. Còn cái cụ lặng. Ê. Ê, còn ông buông quá trời luôn kìa đám. Cái gì? Ông chơi nói trời kìa. Ông này không chưa có mệt. Chưa mệt nhiều. Nói bỏ đi. Mà công nhận khu khai khai long ở đây đẹp thiệt các bạn. Rộng mà có nhiều chỗ mà đẹp nữa. Mua gì vậy? Mua xoài ăn. Mày nãy giờ đi mua gì, mua xài mà lâu chứ vậy? Mua có 1 ly xài à. Mà sao lâu chứ vậy? Đợi người ta gọt xài chứ mày. Mày nhìn miếng xà lách đã. Mời bạn ăn nha. Mời bạn miếng xà lách nha.
cái tay sao bằng Ngân? Tay ai không biết nữa. Để nó của ông rồi, để nó say thì để im đi, còn chọt 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 lên nó coi nữa. Sưng cho vô luôn. Đây đây đây, im im im. Trời ơi, đổi chết chúng ta luôn. Tay ai? Trời ơi, nó cũng chết luôn. Ủa sao sao người bắt không bị chích, mình sao người quay sao bị chích ta? Ủa? À, coi như nãy tại tôi nói đi, tôi nói là chích tới thời coi như tôi nhịp đi. Ơi trời. Ở đây có mạnh mà. Ông nó đã bay ra rồi thì để cho nó bay yên lành đi, cũng chọt chọt nó nữa. Chọt cái cho nó xuống. Ừ, cho nó xuống nó đánh tôi ha. Cho nó bay đi á, chứ nó động cục thì sao bắt được. Thôi đi. Thôi cục mặt rồi có rồi là bắt ông rồi có mặt ăn dữ chưa? À, tại ông nó còn non quá thôi, mới động lại đó tạo cái ổ thôi à. Ừ. Nên ừ. Nó chưa làm mực. Ừ. Chưa đã, có nhộng luôn mà. Đã không được ăn mặt rồi còn bị ông đánh nữa. Giờ biết mùi ông đánh chưa? Khỏi đi. Lần đầu tiên bị ông đánh quay lúc cái vậy. Trời ơi, ông đánh rồi. Ơi, ông đánh rồi. Hồi nãy giờ anh em mình cũng đã review hướng bên kia nha các bạn. Giờ anh em mình sẽ qua bên kia review cho mọi người xem nha. Bên kia mình có thấy mấy cái nhà cổ với lại mấy cái chỗ đẹp lắm các bạn. Hả? Gì vậy? Cái gì mày? Kéo lên. Làm gì vậy? Trơn quá. Như làm gì vậy? Đang gửi chân. Trời ơi, mày gửi chân mày vô kia, mày gửi mày xuống đó mày gửi làm gì vậy? Sống luôn rồi nè. Trời ơi. Sao không? Anh sao đi. Làm như mua kem ăn anh Thành ơi. Ừ. Chị quên tin nãy mệt quá giờ vô để em mua. Nóng nực quá. Bán kem đi anh ơi. Đây. Bán kem. Lựa đi. Kem anh Thành. Ừ. Hello ha, ba người anh em nha. Bán kem hả? Bán kem. Vô lựa đi. Ra vô lửa kem ơi. Ủa mắc rồi cho thôi. Rồi lửa đi không em. Ở chưa? Dạ. Kem nào mày? Khoảng cho màu xanh đó. Rồi lấy cho màu xanh đi. Để đây. Để tao đây. Rồi. Cầm tao. Dạ rồi. Dạ rồi. Em đi nha. Anh ra đây em nói nhỏ. Lát nữa là anh tính tiền cho hai bạn em nha, hai bạn em bao em. Nãy nó bao em. Dạ rồi. Rồi. Ê, em mua kem đi. Từ lụa nha. Bắt tôi. Đi lẻ lên rồi. Đi. Cái này ngon nữa. Thôi vậy lấy cái này đi. Rồi tính tiền em anh ơi. Em hết 5 cây. Ủa? Sao 5 cây anh? Ba bạn em đi chung nữa. Ủa nó không trả tiền hả? Đồ. Thôi trả giùm nó luôn đi mày ơi. Rồi xíu rồi sao trả đi. Như anh ơi. 5 cây hết 125 nghìn. Trời ơi mấy này ác thiệt chứ. Trả tiền nó đi rồi lại đòi tiền nó. Rồi cây rồi. Cây rồi. Mày lấy cây. Cảm ơn anh nha. Đuổi theo lẹ liền. Trời ơi. Rồi kìa. Ôi. Ê. Nó đang lại. Chạy 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 chạy. Ôi, gì nó? Gì nó lại? Trời. Thằng luôn. Ôi. Sao? Nãy giờ trời vui bị lên. Anh nói gì vậy anh Phú? À, phiên dịch. Anh cần một người phiên dịch. Để em. Dạ ha. Rồi anh nói gì anh Phú? Anh hỏi là sáng giờ mấy đứa đi chơi vui không? Anh Phú hỏi á là sáng giờ tụi mình đi chơi vui không? Chính xác. Dạ vui. Vui. Anh nói dạ vui. Rộng. Thấy là khúc này vui rộng không? Rộng quá đi. Nó chơi Phú ơi. Nó nghe được khúc này. Mà trong quá trình đi chơi có gặp sự cố hay là có vấn đề gì không? Ở trong quá trình đi chơi á có gặp sự cố hay là cái gì không? Ừ. Có anh Phú. Có gì? Đi bắt ổ hông. À. Mà bị ông chích. Đã vậy mà cũng không có mật luôn anh Phú. Bắt ông cho đã cái không có mật luôn, không có cái gì luôn. Xin cứ vô không có bánh đầy mập tròn trịnh ông Minh. Cái gì? Bánh đầy mập tròn trịnh ông Minh quá. Bàn tay mập tròn trịnh ông Anh quá. Ông Minh quá. Ông Minh quá đúng không? Cái gì Phú? Dịch như cái quần nè. Ông Anh là bánh đầy tròn ông Minh. À bàn tay tròn ông Minh. Ừ. Thà vậy đi anh Phú. Ơi, khánh tiếng nói nhiều. Không khánh tiếng mà dùng mấy cái từ mà khó dịch nữa anh Phú ơi. Này cảm hơi nặng nha các bạn thông cảm nha. Nói không có ra lời luôn. Anh Phú cảm hơi nặng, anh Phú nói không ra lời các bạn ơi. Chính xác.
Thì mình nói hơi nhỏ thì có nhà dịch lại, các bạn nghe tới đâu thì hiểu tới đó. Nói chung là cũng đại ý vậy thôi. Anh Phú nói hơi nhỏ thì mình nghe mình dịch lại thôi. Mà các bạn nghe không rõ thì không biết sao luôn. Các bạn hãy nhanh tay bình chọn cho các đội của chúng ta. Các bạn hãy nhanh tay bình chọn cho các đội của chúng ta. Đội số 01. Đội số 01. Hoài Hương thật kẻ. Đội số 02. Đội số 02. Nhã Ngã Thành Lát Thảo Nguyên. Và đội số 03. Và đội số 03. Đăng Cám. Nếu các bạn thấy đội nào review hay thì hãy bình chọn cho đội đó để nhận về giải thưởng 10 triệu nha các bạn. Nếu các bạn nào thấy đội nào hay thì bình chọn cho đội đó để nhận về 10 triệu nha các bạn. Thôi mình và các em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên để lại một like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông đồng hồ này mình. Thôi bây giờ mình và mấy em xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên để lại cho mấy em một like, nhấn vào cái nút like. Rồi nhớ đăng ký cho mấy em mình luôn nha các bạn. Đúng rồi luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Tay bà sốc. Em hiểu lúc nè. Đồng thời đừng quên xuống đây phải qua Kim Cương nè. Mày đi phải nước quân giá rẻ tính chất lượng nha các bạn. Quay nhiều thủ ăn cao nha các bạn. Quay nhiều để cho mấy đẹp mình có kinh phí tổ chức những cái thử thách review này trao giải thưởng. Quay nhiều để cho mấy đẹp mình có kinh phí rồi để tổ chức mấy con chơi cái trò chơi review để cho mấy em lấy giải thưởng. Đúng rồi. Em dịch rồi, em xưng anh là bằng em luôn rồi đó. Em chỉ biết dịch thôi. Rồi, ê, tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Bye bye.